Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Để xong chưa? Để ngoài để coi chứ. Có cái nhà thôi, ngồi xong rồi. Phải rồi, cứ tầm tầm bàn bàn. Cái nhà mà có điều kiện xíu thì xây đi. Có phòng nha, tôi thuê đó, tầm tầm bàn. Cũng giống chú rồi nữa, phải luôn. Cái nhà lên xong rồi, cho thuê thôi, không làm. Bốn tuổi lắm luôn. Tôi sợ hả? Dạ, ông năm mấy tuổi nhiêu, mấy năm nay không làm đâu. Enjoy. Yeah. Enjoy cuộc sống. Enjoy. Không enjoy. Mà giống như kiểu như ổng, ổng xài tiền kỹ lắm, bởi vì giống như là ổng dư nhiều biết lắm. Ổng như là, ổng nhà ổng có gì chân á. Ông nói là, cũng làm mới giặt cái này nọ gì đó. Mà mấy cái basic đó thì ổng có rồi. Còn ngoài ra, cái gì chân á. Cũng như là cái kiểu như là, vật chất là không có cần thiết đấy không? Dạ. Yeah. Ổng thiết kế cái nhà độc á, thiết kế cái nhà. Trên nó là 3 phòng đúng không? Ừ. Dưới là cũng 3 phòng luôn, mà có một phòng á, nó lại riêng biệt. Có nghĩa là nó cách với hai phòng bên kia là có phòng khách luôn, có bếp, có toilet luôn. Đó, rồi bên đây ổng có làm một cái phòng á là cũng có bếp, có toilet nữa nhưng mà nó nhỏ hơn, diện tích nhỏ hơn, ổng ở bên đó. Trên lầu cũng cho thuê, dưới cho thuê luôn. Vậy là cứ một bếp và toilet thôi mà xài chung hết. Ừ. Đó, ở trên lầu á thì cái ba phòng á thì có một bếp với một toilet. Mà ở dưới á thì là cái bên cái hai phòng á cũng có phòng khách luôn, có bếp, có toilet luôn. Còn bên đây á là chỉ có một cái phòng thôi, rồi một cái bếp nhỏ. Mà cái phòng là bao gồm phòng khách luôn á, rồi một cái bếp nhỏ với lại một cái toilet thôi sao. Ổng hay thiết kế vậy đó. Thì ổng ở bên cái chỗ nhỏ. Lúc trước thì ổng ở trên một mình, ổng trên lầu. Ổng ở ba phòng phải không? Rồi xong rồi sau này cái ổng giống như là ổng nghĩ là một mình ổng ở. Lạ phí quá. Ừ, phí quá. Cái ổng chạy xuống dưới ổng ở chạy xuống dưới ở nhận tiền nhiều hơn nữa. Ổng cho thuê trên tiền nhiều hơn nữa. Mà đất rộng lắm, đất cũng cả ngàn cái chuông. Chị Danh khen ổng trời, ổng hay có 40 tuổi là ổng hù rồi, ổng phải làm gì chứ, tiền cứ vô thì điền. Hay hơn. Hả? Sự. Là sao ổng có gia đình? Không? Dạ. Ổng có gia đình thì ổng sống gì? Ổng có gia đình thì có đông đủ. Nhưng thay vậy không? Có dư tiền không? Có con cái thì nó không? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà ổng thấy là có niềm vui khác, niềm vui chăm cho con lớn. Cái con lên tài, ngày nó cũng bỏ đi. Xong bỏ đi chứ. Thôi gửi cho nó xịn hơn. Thế là ai nè? Không, nhưng mà giống như là manager mà giống như là cái chuyện cho chủ. Cái chuyện này binh chủ á, giống như vậy nó lệnh chủ phải không? Mà chủ là giống như là giao cho hết luôn á. Nói chung là ổng quản lý hết luôn cái shop luôn á. Anh là anh coi chừng bên mà phía mấy hàng delivery thôi. Nhưng mà thật ra là anh còn dưới ổng mà ổng nói phải nghe chứ đâu dám cãi đâu. Có nghĩa là chủ giao hết nguyên cái shop ổng quản lý luôn á. Mấy tay gì nọ, mấy ổng nói nghe em rất luôn á. Không dám cãi luôn á. Bin nói ổng tên Bình mà kêu là Bin nói cái này, Bin nói cái kia. Bin. Ừ. Tên đi ra là Bin. Này Bình không hiểu ai Bình. Ừ. Mấy thằng Tây nó sợ lắm. Mấy thằng Tây nó sợ là phải rồi. Mình biết không, mấy thằng Tây nó làm 20 đồng giờ. Mà tiền mặt á, một ngày mấy thằng Tây nó làm á 13 tiếng. Mà một tuần nó làm 6 ngày. Mấy tuần nó kiếm 2.500 tiền mặt á. Thì nó cũng biết cái chớp của nó vậy đó. Anh cũng hỏi tên quen vô quận đó, muốn quận vô làm tiền mặt nha. Phương Tham luôn. Ừ. Tại nó tiền 20-21. Trời không, anh thấy đâu luôn. Thì mình hỏi kìa. Xong rồi tụi nó nói với anh giống như là kiểu như là tiền nhiều á. Ừ. Tưởng không mà hay khỏe mà không khỏe rồi nữa. Tụi nó nghĩ là tiền nhiều. Ừ. Rồi nó mỗi lần mà nó ấy cái nọ rồi gì đó thì nó cần tiền á, nó cày. Mình nghĩ coi cái gì mà nó cày tụi đó một tuần nó 1.500 đi, một tháng cũng 6.000 nữa luôn. Ít đâu. Thì anh mai 6 rưỡi tiếp, 7 giờ. Rồi, thì ra chắc tới cuối năm với 7 giờ hết rồi.
Là nó nói luôn hả? Nó nói cách xưa hả? Không phải, em nghĩ vậy thôi, vì bây giờ hỏi mày đúng không? Ừ, cái tối nói rồi. Mày đi với em á. Ok, có rồi. Ok, okay thôi vô mở cửa.
Gangster.